Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Dùng gạo lứt phục hồi chức năng gan. Quý vị thân mến, chị Vũ Thị Minh đã chữa lành bệnh viêm gan siêu vi C. Gan sơ hóa 2/3, giai đoạn tiền ung thư gan, sau 2 năm ăn gạo lứt theo phương pháp thực dưỡng. Chị là chị Vũ Thị Minh, sinh năm 1956, là giáo viên hưu trí. Trước đây chị giảng dạy ở trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh càng ngày càng nặng và càng nhiều. Năm 2001, chị Minh đến bệnh viện nhiệt đới khám bệnh và được chẩn đoán viêm gan siêu vi C ở thể tĩnh. Lúc đó chỉ có 1.500 con siêu vi đang cư ngụ trong gan. Đến tháng 2 năm 2007, bệnh phát nặng. Phát hiện có đến 384.000 con siêu vi trong gan, chỉ số ung thư gan là 35, giai đoạn chuẩn bị ung thư. Gan sơ 2/3, siêu vi không còn ở thể tĩnh mà đã chuyển sang thể động, thể tấn công nên phải chích thuốc, chứ không uống thuốc được nữa. Bệnh tình đang trong giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ bảo nếu không chích thuốc kịp thời thì trong vòng 1 năm sơ gan phát triển, có thể dẫn đến mất mạng. Chị qua bệnh viện Việt Pháp khám lại và cũng có kết quả tương tự. Phác đồ điều trị bác sĩ đưa ra lúc đó với chi phí 450 triệu đồng. So với đồng lương giáo viên tiểu học thì số tiền này là quá lớn. Nghe nói ở Gò Vấp có một bác sĩ chuyên khoa vừa giỏi vừa có tâm nên chị Minh tìm đến đó. Chị được tư vấn là khi chích thuốc rất dễ bị stress nặng. Chỉ cần một lời nói nặng của người khác có thể làm mình nhảy lầu tự tử. Bác sĩ này bảo nếu muốn chích thuốc thì phải có sẵn 220 triệu đồng để liệu trình không bị gián đoạn. Chị nghĩ làm giáo viên thì làm sao mà có số tiền này để chích thuốc. Trước khi ra về, chị gặp một cụ bà trên 80 tuổi cũng đang ngồi trong phòng khám nhưng không khám bệnh. Bà cụ đã kéo chị lại và nói: "Con ơi, bác sĩ cho con 2 tháng nữa mới chích thuốc. Thôi con về thử ăn gạo lứt. Bà nhờ ăn gạo lứt mà chữa được bệnh ung thư. Và nhìn bà có đẹp không?" Chị nhìn bà cụ và thấy bà cụ đẹp thật, da trắng sáng, dáng vẻ rất là đẹp. Bà cụ tiếp: "Con về ăn đi sẽ hết. Con còn 2 tháng là dài. Bà ăn có mấy tháng thôi, chích thuốc khổ lắm mà còn tốn tiền nữa." Lúc đó tinh thần đang bấn loạn nên chị không chú ý lắm đến lời bà cụ nói. Ngay ngày hôm sau chị phải nhập viện vì ngất xỉu, ngủ không được. Chị thường xuyên thức trắng đêm, do bệnh gan làm chị mất ngủ. Năm 2001, chị chỉ mang một bệnh viêm gan siêu vi C thể tĩnh. Nhưng đến đầu năm 2007, qua 7 năm điều trị, chị mắc thêm các bệnh viêm đa xoang, viêm mũi dị ứng, thoái hóa đốt sống cổ C4-C5, sạn thận, dạ dày có vi trùng, rối loạn tiền đình, rối loạn nhịp tim, hở van hai lá, máu bơm không đủ lên não, nguyên nhân gây ngất xỉu thường xuyên. Trước đó có lần đang ở trường chị bị nôn ói, về nhà bị ngất và người nhà đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy chị mới biết chị đã ngất 4 tiếng từ 17 giờ đến 21 giờ. Siêu vi gặp khắc tinh gạo lứt. Sau khi nhập viện về, một người cháu đến thăm và nói cô nên xuống chùa Long Hương nhờ thầy trụ trì ở đó hướng dẫn cho ăn gạo lứt. Cháu ăn có 2 tháng mà viêm gan siêu vi C của cháu đã giảm rất nhiều. Chị Minh liền nhờ chồng chở đến chùa Long Hương. Vừa nhìn thấy cổng chùa thì chị Minh liền nhớ lại lời bà cụ ở phòng khám. Khi vào chùa chị cảm thấy đói bụng và tìm đến nhà bếp của chùa. Người nấu bếp lấy cho chị một chén cơm lứt trắng ngà và một chén canh rau bồ ngót. Chị nói chị ăn cơm lứt thấy rất là ngon. Từ lúc phát bệnh chưa bữa nào chị ăn ngon như bữa đó. Đó là ấn tượng đầu tiên của chị với cơm lứt. Chị nghĩ chắc mình có duyên với gạo lứt. Hôm đó là chủ nhật của tháng 3 năm 2007, ngày không phải lịch thầy tiếp khách là bệnh nhân, nhưng may mắn chị vẫn được thầy tiếp. Cùng vào lúc gặp thầy hôm đó còn có 2 bệnh nhân khác. Một người là bị di chứng viêm não, người nữa cũng bị viêm gan siêu vi C đã chích thuốc 6 tháng vì bị kháng thuốc. Thầy hướng dẫn chị kỹ lưỡng và còn cho thêm một đĩa CD về phương pháp thực dưỡng do thầy thuyết giảng. Thầy dặn dò phải nghe đĩa kỹ trước khi ăn. Chị dành 3 ngày để nghe đĩa của thầy và đọc một số sách về thực dưỡng rồi chị mới bắt đầu ăn. Chị ăn liên tục 4 tháng số 7, nghĩa là chỉ ăn gạo lứt với muối mè, không ăn thêm bất kỳ một thứ gì khác, và chị giảm 18kg. Sau 2 tháng ăn số 7, chị đi khám bệnh và các chỉ số xét nghiệm đều tăng theo hướng xấu. Chị không cho gia đình biết kết quả này vì chồng và 2 người con của chị không đồng ý cho chị ăn theo thực dưỡng. Chị buồn thật, nhưng khi nhớ lại lời thầy giảng trong thời gian đầu, triệu chứng bệnh có thể tăng nặng hơn và đó là phản ứng thải độc của cơ thể và là dấu hiệu đáng mừng. Rồi triệu chứng giảm và bệnh sẽ hết. Trong thời gian này, người nhà âm thầm chuẩn bị hậu sự mà chị không biết. Khi lành bệnh thì người nhà mới cho biết, vì nghĩ rằng chị không vượt qua được căn bệnh quái ác này khi nhìn thấy cơ thể của chị ngày càng ốm, 2 tháng sụt 10 cân. Còn đồng nghiệp thì luôn hỏi thăm, chị có khỏe không? Với con mắt ái ngại và khuyên chị không nên ăn gạo lứt nữa, chị ốm lắm đó. Các phụ huynh cũng quan tâm đến sức khỏe của chị bệnh gì mà ốm dữ thế, nhưng chị vẫn kiên quyết đi trên con đường đã chọn. Chị tiếp tục ăn số 7, lần này chị nhai cơm thật kỹ cho thành nước và ngọt mới nuốt. Trong lúc nhai, cơ thể thả lỏng, đầu óc không suy nghĩ gì cả ngoài việc niệm Phật. Từ từ chị thấy người khỏe ra, đầu thì nhẹ, bụng không còn đầy đầy như trước. Ngủ dậy là tỉnh táo, bật dậy ngay, muốn đi làm. Không như trước, ngủ dậy uể oải không muốn đi làm. Làm việc siêng năng hơn trước, ăn đến ngày thứ 3 đầu óc tỉnh táo hẳn ra, niềm vui đã trở lại với chị.
đến đúng 100 ngày chị đi khám lại. Chị chờ kết quả trong sự hồi hộp và lo âu. Sau khi đọc kết quả, bác sĩ bảo là công thức máu quá đẹp, hết thiếu máu, hồng cầu trở về bình thường ở ngưỡng của tuổi thanh niên và trung niên. Chỉ số ung thư trở về mức bình thường, định lượng siêu vi chỉ còn 3.200 con, trước đây là 384.000 con. Chị rất mừng. Trong quyển sách phục hồi sức khỏe của tác giả Huỳnh Văn Ba, có một đoạn viết rằng đối với người bị bệnh nan y như là ung thư, rồi siêu vi gan B hoặc C thì phải ăn đủ 120 ngày và sau đó phải theo thực dưỡng đến 8 năm. Đến lúc đó còn được trẻ hóa nữa, vậy là chị về tiếp tục ăn số 7 đủ 120 ngày. Sau đó chị ăn cơm lứt với một số rau củ với tỷ lệ 5 cơm 1 rau. Sau một thời gian chị thay đổi 4 cơm 1 rau rồi 3 cơm 1 rau. Buổi sáng chị thường uống bột thảo mộc coco gồm 10 loại hạt. Đến tháng 3 năm 2009, sau 2 năm ăn thực dưỡng, chị đi tái khám và kết quả khám bệnh cho biết định lượng siêu vi ở dưới ngưỡng phát hiện. Gan của chị trở lại bình thường và tất cả các bệnh chị mang lúc trước biến mất lúc nào chị cũng không hay. Lúc này gia đình của chị mới tin vào gạo lứt và không phản đối thực dưỡng nữa. Lúc đó bác sĩ điều trị nói các chỉ số như vậy là bình thường rồi, liệu trình thuốc điều trị là đúng, là hợp thuốc rồi. Nhưng để cho chắc cũng nên chích thuốc, chứ để lớn tuổi hơn là không đủ sức khỏe để chích. Lúc bấy giờ chị Minh mới giải thích rằng 2 năm qua chị không uống thuốc theo toa của bác sĩ, mà chị ăn gạo lứt theo thực dưỡng, chị tin hạt gạo lứt. Từ lúc ăn gạo lứt, tính tình của chị thay đổi và cuộc sống cũng thay đổi. Chị đang làm theo lời nguyện của chị là khi lên bệnh, chị sẽ đi hướng dẫn cho những người có bệnh. Chị thường xuyên đến nhà người bệnh để tư vấn tận tâm, thậm chí là nấu những món ăn thực dưỡng cho người bị bệnh như chị. Chị cảm thấy gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hiện tại và chị rất hài lòng với những gì mà chị đang có.